đi bay. Ngày hôm nay ta cùng hợp với nơi đây. Vậy thì chị Trang có thể chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn cùng Phú Thiên là chị Trang có sinh nhật vào ngày mấy của tháng năm ạ? À? Chị có tổ chức sinh nhật không? Thật chưa thì chưa biết. Rồi cảm ơn chị. Dẫu sao thì cũng chúc cho chị một sinh nhật thật ấm cúng cùng với lại người thân và gia đình của mình. Thành viên thứ hai sẽ được hỏi anh tên gì ạ? Dạ, Nguyễn. Anh Nguyễn Tuấn. Anh Nguyễn Tuấn có sinh nhật vào ngày mấy của tháng năm ạ? Ngày 26 tháng 5. Ngày 26 tháng 5. Sắp tới có tổ chức sinh nhật cho mình không? À, đó tùy hảo tâm của mọi người có tổ chức hay không. Bộ phận bảo trì hỗ trợ đang ở đâu đưa tay lên giùm em. Có tổ chức hay không? Vỗ tay. Vỗ tay là tổ chức. Rồi cảm ơn. Có 4 người tổ chức cho anh rồi. Đây, đây thành viên tiếp theo. Đây đưa bé lên luôn chị. Bé cùng vui với các chị. Thành viên thấy anh tên gì? Anh Thức. Có sinh nhật vào ngày mấy của tháng 5? Ngày 5 tháng 5. Ngày 5 tháng 5 vừa rồi có tổ chức sinh nhật không? Có. Có nhậu không? Hoành tráng lắm. Hoành tráng luôn. Có xỉn không? Sắp xỉn. Cảm ơn anh, chúc mừng sinh nhật của anh. Và thành viên tiếp theo anh tên gì? Anh Đỗ Minh Trí. Anh Đỗ Minh Trí có sinh nhật vào ngày mấy của tháng 5 ạ? 18 tháng 5. 18 tháng 5. Hai ngày nữa tổ chức sinh nhật chứ. Chứ đâu có ở đây đâu. Lên vui luôn. Giờ vào hỏi tâm của mọi người. Còn anh tên gì? Dạ anh tên là Đỗ Minh Sang. Anh Sang có sinh nhật vào ngày mấy của tháng 5? Dạ 23. 23 tháng 5. Tổ chức sinh nhật không? Là chắc là có. Chúc mừng anh. Và thành viên cuối cùng anh tên gì? Anh Hiểu sinh nhật vào ngày mấy của tháng 5? 24 tháng 5. Chắc là phải tổ chức hay là không? Không à? Chắc không. Cảm ơn các chị. Chúng tôi nghĩ rằng là tháng 5 là một tháng được xem như là cao điểm của ngành của các anh chị. Và những thành viên trên sân khấu họ mới vừa chia sẻ rằng trong đó chúng tôi thống kê được là có hơn 4 thành viên chắc chắn sẽ không tổ chức sinh nhật cho mình. Và điều đó chứng tỏ một điều, các anh chị chúng ta quá bận rộn cho công việc của mình, cho nên khó sắp xếp được thời gian để tổ chức sinh nhật. Và cũng vì lý do đó cho nên trong buổi tối ngày hôm nay, được sự cho phép của ban giám đốc Phú Thương, được sự cho phép của đơn vị, chúng tôi sẽ được trân trọng tổ chức cuộc sinh nhật dành cho 6 thành viên trên sân khấu. Và một trong những món quà đầu tiên không thể thiếu cho bất kỳ sinh nhật nào đó chính là chiếc bánh kem. Các chị và các bạn chúng ta hãy cùng với ban giám đốc để chúng ta đến với lại phần đầu tiên. Chúng ta chúc mừng sinh nhật cho 6 thành viên đặc biệt. Cùng mà tay trong tay, chúng ta cùng mà chúc mừng sinh nhật dành cho bức sẽ đến với lại công ty vui của chúng ta. Chúng ta hãy vỗ tay bên nhà được không các gì? Và khi chúng tôi đến 1, 2, 3, 6 anh chị sẽ thổi đến. Và ở khu vực khán giả hãy nói thật lớn cùng với chúng tôi happy birthday. Chúng ta chúc mừng sinh nhật cho các bạn. 1, 2, 3, chúc mừng sinh nhật happy birthday các chị. Xin cảm ơn các chị rất nhiều. Và giờ phút này đây chúng ta xin được trân trọng kính mời anh Hoàng Anh Quý đại diện cho chủ đề của chuyến đi lần này sẽ cùng tiếp của chuyến đi Phan Thiết. Anh sẽ là người trao những món quà không mang nhiều ý nghĩa về mặt vật chất, nhưng đây là tất cả các tấm lòng và tình cảm mà ban tổ chức của Phú Thương dành tặng cho tất cả các chị. Điều đó chứng tỏ rằng ban cấp thành công đoàn, ban tổ chức luôn luôn quan tâm đến đời sống của tất cả các chị. Và chúng ta nhận một ngày rất lớn dành cho 6 món quà đầu tiên của các chị. Xin cảm ơn các chị và chúng ta đến chỗ của chúng ta. Và xin phép các chúng tôi sẽ chuyển cho các chị chúng ta sau khi chương trình kết thúc. Xin được cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Mọi người, mọi người ơi, ngày hôm nay mọi người có vui đúng không ạ? Bây giờ thì Cộng Hiếu sẽ gửi đến mọi người một ca khúc sôi động. Xin mời các bạn nào mà có khiếu nhảy múa sẽ lên đây để nhảy múa cùng Hiếu cho vui được không ạ? Mấy năm tháng buồn trôi, mọi người quên hết đau.
hay Nam Bộ. Còn yêu đâu, anh này có phải là nhậu tốt nhất của mình đây đó. Còn cái bên... Dạ, trên này không phải bàn nhậu mà anh quay đối diện người khác. Anh định nhậu trên sân khấu à? Mời ban tổ chức cái ống vô. Nếu như dài quá có thể đứng lên uống. Ê, đúng rồi, cũng cơm lại chưa chắc uống được. Đúng rồi. Sẵn sàng chứ? Ê, luôn nghe đi. Chiếc ống này được cấp bằng 5 chiếc ống khác nhau. Các anh chú ý khi nghe chúng tôi có hiệu lệnh rút ra. Ê, chưa. Anh không được làm điều đó. Tại vì do anh uống cho nên nó mới chảy. Chắc chưa? Rồi kéo lên. Bỏ xuống lại. Nhiệm vụ của anh chú ý khi nghe chúng tôi nói rằng rút ra còn một ống, các anh nhanh chóng rút ra chỉ còn một chiếc ống và đặt chiếc ống đó vào lon để mà uống. Chúng tôi không nói gì, các anh cứ uống chiếc ống dài này không được rút ra. Rõ chưa? Sẵn sàng chưa? Hai anh kia ngồi dậy uống được không? Không uống được có thể đứng lên để uống. Ok, ta, ok. Chúc anh may mắn. Hay lắm anh ơi. 3, 2. Anh làm gì vậy? Tôi để bắt đầu mà. 1, bắt đầu. Cảm ơn nhà. Mời anh đứng lên. Mời anh đứng lên. Anh có quần cá bọc. Đổi gì ạ? Leon. Chúng tôi xin được thông báo các chị ban tổ chức luôn luôn đúng. Điều thứ hai, ban tổ chức có sai vui lòng xem lại điều thứ nhất. Điều quan trọng không được xỉ vả ban tổ chức chúng tôi. Món quà dành cho thành viên uống bia giỏi nhất. Chúng tôi không ngờ anh lại là người uống bia giỏi như vậy. Mình tôi uống được bao nhiêu lon? Ít lắm. Khoảng 10 mấy 20 lon. Tặng cho anh chiếc nón bảo hiểm với lời nhắn về tới Sài Gòn có đi nhậu, có chạy xe nhớ đội nón bảo hiểm vô. Chúng tôi đã lấy dành cho 4 thành viên này. Chúng tôi đã lấy dành cho và hai vị giám khảo của chúng ta sẽ làm việc công tâm nhất, làm việc hết mình nhất. Cũng những phần biểu diễn của các chị, ngoài trừ các chị hát hay, ngoài các chị sau khi chụp hình xong vui lòng trở lại vị trí cũ, chúng tôi xin được thông báo đội. Thường ngày hai đứa yêu nhau một ấm thật nhiều. Thường ngày hai đứa yêu nhau là ấm bao nhiêu. Mong mong hai đứa biết gì là quá xa xôi. Ta mang một mái nhà tranh, ta mang một chút nguồn tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới tầm lời dài. Đời mình đi kiếm đến đây mấy năm mai. Đời mình sẽ có bước đi đồng bến.
bên nhau là biết bao nhiêu. Một và ngày đứa biết chỉ là bước xa xa. Ta mơ một mái ngàn tranh, ta mơ một chút người tình. Để mình để mãi có em và anh, để mình để mãi dưới tình đời sinh.
quê hương sống trăng vì che là hà kìa đồng bóng dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng nhau dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi xin được cảm ơn các chàng trai các cô gái đến từ Khmer Sóc Sờ Bai Sóc Trăng rất đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng chào đón tiết mục số 3 đến từ các chàng trai và các cô gái miền Bắc với tiết mục Cọc Cơm. Các chị và các bạn tay trong cờ thật lớn dành cho tiết mục Cọc Cơm. Các bạn có 30 giây để chuẩn bị phần dự thi cho bắt đầu. Santa, Santa.
xin được cảm ơn team Trống Cơm với tiết mục Múa Hát Trống Cơm vừa rồi. Có nhiều rồi, chúng ta chào trời thân lớn cho các anh chị đến từ team Trống Cơm. Rồi, xin được cảm ơn. Cảm ơn em. Anh sẽ đến với em. Và chúng tôi xin được mời đội cuối cùng với các chàng trai đến từ Tây Nguyên. Họ sẽ hát ca khúc gì? Xin được mời lên sân khấu đến từ đội IO. Đây không phải là vũ điệu cồng chiêng mà là một cái gì đó rất bí ẩn các anh chị, đặc biệt là bạn vũ công chính của chúng ta. Chúng tôi rất ấn tượng với lại vòng ba của bạn, lắc rất tuyệt vời. Đại gia đình Phú Thương chúng ta ơi, bây giờ trước khi chúng ta đến với lại phần 2 trong chương trình thử thách cùng bước nhảy, thì bây giờ xin được mời bốn đội trưởng chúng ta hãy cùng chú ý để mời lên sân khấu những kỷ lục trong đêm ngày hôm nay. Chúng ta xin được nhắc lại kỷ lục đầu tiên, chúng tôi xin được mời bốn đội trưởng cùng tìm ra kỷ lục đầu tiên để chúng ta bắt đầu thiết lập các kỷ lục dành cho Phú Thương trong đêm ngày hôm nay. Kỷ lục đầu tiên xin được mời bốn đội trưởng hãy cùng mời lên sân khấu bốn người cao nhất của đội mình. Với đội một người, người nào cao nhất của mình lên sân khấu trong vòng 10 giây. Thành viên nào cao nhất của đội, đội nào không có người, chúng ta bốn anh đứng sát lại. Đầu tiên cảm ơn anh áo đỏ, anh có thể trở về lại chỗ ngồi của mình và mang giày vô. Còn ba thành viên còn lại, nhạc sẽ nổi lên trong vòng 10 giây. Các anh hãy quan sát đối thủ của mình. Nếu như anh nào cho rằng mình thấp hơn đối thủ thì lặng lặng về chỗ đi. Không có một thành viên nào chứng tỏ mình là người thấp nhất. Rồi, cảm ơn anh leo xuống, chứng tỏ anh là người không cao. Trở về chỗ. Hai anh đứng sát lại với nhau. Anh chị nào ủng hộ anh áo sọc xanh này vui lòng vỗ tay thật lớn. Anh chị nào ủng hộ anh áo trắng này vui lòng vỗ tay thật lớn. Hiểu rồi ha. Mang giày vô, năm sau gặp lại. Tôi xin được mời các chị chúng ta cùng thiết lập. Không chơi em bé các chị nha. Kỷ lục dành cho người thấp nhất của mỗi đội mang lên sân khấu. Người nào thấp nhất mang lên đây. Trong vòng 10 giây để ráp đoạn nhạc của mình dự thi cho phần thử thách cùng bước nhảy, xin được thông báo mỗi đội cử một người đến gặp ban tổ chức để tham gia phần thử thách cùng bước nhảy. Đứng lại. Lúc nãy chúng tôi không dám đứng gần, bây giờ chúng tôi có thể tự tin đứng gần được rồi. Mời anh Cao đi ra phía sau giùm em. Bốn chị đứng sát lại. Nghiêm.
kể tóm là người nửa cân. Cảm ơn chị áo trắng, mời chị mang giày vào có thể trở về lại chỗ ngồi của mình. Mời chị áo vàng đứng sát vô. Chúng ta xem ai là người thấp nhất đêm nay. Anh chị ủng hộ từ bên trái qua phải. 1, 2, 3, anh chị cho rằng người nào thấp nhất đêm nay? Số 1 hay số 2 hay là số 3? 1, 2, 3, số 3. Good day, DJ Hershey.